Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến toàn thể quý cô bác cũng như quý anh chị đang xem kênh của em Trường Bình Dương. Buổi chiều hôm nay, buổi chiều ngày 24 tháng 11, 2022, em Trường xin được phép lên sóng giới thiệu một mẫu xe lại là dòng Innova, nha cả nhà. Toyota Innova đời cuối 2016, nha cả nhà. Đấy, xe một chỗ mua mới từ đầu, biển 63A05927. Thì cả nhà đã biết rồi, đời 2016 này dòng Innova nó có hai bản, đó là đầu 2016 là form cũ, cuối 2016 là bắt đầu nó qua form mới nha cả nhà. Form mới thì form mới nó đã lột xác hoàn toàn luôn. Innova như tái tạo lại dòng xe này, nó thay đổi từ vóc dáng bên ngoài cho đến động cơ, cho đến máy móc, cho đến khung gầm bệ luôn. Thì không những nó có những cái gọi là máy móc nó cũng nó cải tiến rất là nhiều, thay vì như xưa thì cũng trang bị hệ thống phanh ABS đồ đầy đủ như thế, thì bây giờ nó sẽ trang bị thêm dòng này thêm một cái hệ thống, đó là hệ thống Eco chạy tiết kiệm nhiên liệu. Người quý khách hàng nào mà thích sự mạnh mẽ đột phá thì có thể chuyển qua chế độ Power Max tăng tốc, chạy rất là khỏe. Xe chạy khỏe thì nó phải ăn xăng, còn muốn chạy chậm tiết kiệm thì đều ga thì sử dụng chế độ Eco nha cả nhà. Rồi, đấy, Innova cuối 2016 nha, form mới, xe một chủ, mua mới sử dụng từ đầu, biển 63A05927. Và em Trường khẳng định luôn, cái thời gian này là thời điểm vàng cho cả nhà mình chuẩn bị mua xe đi Tết là vừa nè. Chưa một tháng nữa là bắt đầu xe nó sẽ đột phá tăng giá nha cả nhà. Hiện tại là bên em Trường là buôn bán độc lập, không có bè phái, không có hội nhóm với ai. Em Trường mở một cửa hàng tự mua tự bán, mua được rẻ em bán rẻ, mà mua được cao em bán cao. Em Trường không có theo thị trường và cũng không theo ai hết, mình mua rẻ mình bán rẻ, bán cao nhanh lợi ít thôi. Rồi mình con này em mua cao thì em bán cao đó, cả nhà lưu ý giùm em nha. Chứ em Trường không phải là bắt trên thị trường, thấy cao là cao, thấp là thấp, em là có lãi là em bán đó, có lãi là bán, không có ôm hàng nha cả nhà. Rồi thì đây là mẫu màu ghi bạc nha cả nhà, trước màn ảnh cả nhà là màu ghi bạc, xe rất là đẹp. Đối với mẫu xe này em Trường cam kết cho cả nhà mình 100% không đâm đụng, nước sơn zin theo xe còn lên 90%, máy móc zin, ốc dàn cò chưa ra đó, có bảo hành và cam kết bằng văn bản nha cả nhà. Anh nghe nè, rồi gửi grab giùm anh. Đang còn, cảm ơn nha, bữa nào có gì anh lì xì luôn cho nha. Nhanh cả nhà, đấy, nước sơn si, tất cả những cái em Trường nói trên là bằng cam kết bằng văn bản nha cả nhà mình. Đó, dòng Innova form mới thì nó đã nâng cấp lên, nó không mâm của nó là không còn là vành mâm 15 nữa mà nó chuyển sang vành mâm 16 nha cả nhà. Đấy, vành mâm của nó là vành mâm 16, mâm là mâm R16 nha. Đấy, màu ghi bạc xe rất là đẹp, full phim cách nhiệt, độ inox đồ đầy đủ hết. Đấy, qua phong 2016 này, phong mới này thì nó cũng không phân ra phần bản trung, bản đủ gì nữa, mà nó chỉ có bản số sàn và bản số tự động thôi. Đó, số tự động thì nó có 3 bản, bản G, Ventuner và bản V. Số sàn thì chỉ có bản E thôi nha cả nhà. Đấy, full đồ chơi. Đấy, cảm biến lùi, sấy sưởi gương, cảm biến lùi nè, sấy sưởi gương, gạt mưa sâu. Và đặc biệt là những chiếc xe bên em Trường mua về, em Trường liều lên full cho nó bộ màn hình OLED 9 inch, camera hành trình, cam lùi đầy đủ. Lúc này mua về là sử dụng, không phải làm gì thêm. Đó, thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Xe keng đen xe ben. Đây, gầm bệ của nó đây. Cả nhà coi nè, bô bọng sáng trưng. Đấy, gầm bệ nè. Đấy, không có một tí gì có reset một một nha cả nhà. Mầm đúc luôn. Thấy chưa? Xe bên em Trường là cả nhà chỉ thấy rất là ok nha. Bên em Trường lựa chọn những chiếc xe gọi là đẹp nhất có thể để về phục vụ cho quý cô bác cũng như quý anh chị nha. Đây, cả nhà coi nè. Đinh bon nhà sản xuất là đầy đủ nè. Ốc cốp đít là chưa mở luôn nha cả nhà. Đó, em Trường quay cận cảnh luôn nè. Thấy chưa? Ốc cốp đít là chưa mở luôn. Thấy chưa? Đinh tán đầy đủ, sàn nỉ nè. Ở sau đây vẫn còn sàn nỉ nè. Đấy, xe chuẩn gia đình, không taxi dịch vụ một ngày nào. Nội thất may mới. Đó, em Trường bọc mới cho cả nhà mình. Ba vùng lạnh đặc biệt zin theo xe. Đó, cả nhà thấy chưa? Hốc cua lốp rất là đẹp luôn. Vành mâm lốp luôn nè. Đây, cả nhà coi nè. Cái hệ thống của nó nè, gai vân tắp bi nè, nhìn còn khá đẹp nè. Đó, cả nhà thấy chưa, gai vân tắp bi còn khá đẹp. Xe được trang bị lốt sàn 3D luôn nha cả nhà. Rồi, lốt sàn 3D sạch đẹp chưa, full combo với bộ ghế luôn. Đấy, ghế may mới nha. Đấy, bên em Trường là dùng đồ mới, không dùng đồ cũ, cũ người ta mới mình. Đấy, bên em Trường mua về
Đây, thấy ghế nó cũ là bên dùng sữa bọc. Ở trong này còn lớp ghế nỉ nha cả nhà. Đây, ở trong này còn lớp ghế nỉ nè. Đây, cả nhà cô nè. Đây, ghế nỉ nó còn ở trong đây. Đây chỉ là lớp éo ghế thôi. Ghế nỉ nó còn ở trong. Đấy, xì đó cả nhà thấy không? Sạch đẹp đến từng chi tiết luôn. Thấy chưa? Bên em trường đã bọc trần nỉ, trần ni lông bảo vệ cái lớp nỉ của nó nha. Keo sùng chỉ thì miễn bàn. Bên em trường bán xe là cả nhà cứ yên tâm về như chất lượng của nó đi. Đấy. Đây. Cả nhà coi nè. Gai vân tắp bi như thế này thì còn gì đó mà vàng. Quá đẹp phải không? Đây, những nút chỉnh gương nè. Đấy, những nút chỉnh gương còn khá là mới. Đó, thấy chưa? Cả nhà coi. Đẹp tuyệt vời. Toyota Innova đời 2016 nè. Cả nhà có ốc bản lề nè. Đấy, rất đẹp nha. Đấy, lốp sàn 3D, có logo đồ đầy đủ hết luôn. Đó, logo Toyota nha. Đấy. Logo Toyota, xe rất đẹp luôn cả nhà ơi. Thấy chưa? Đó, vô lăng nè, cả nhà coi vô lăng. Đẹp tuyệt đối nè, mặt vô lăng carbon. Đấy, màn hình Android nè, OLED nè, thấy chưa? 9 inch. Đấy, có kẻ camera hành trình kia. Đấy, thắng tay nè. Thấy chưa? Gai vân nó là dày cui. Đấy, xe có 3 chế độ chạy. Một chế độ chạy bình thường, một chế độ chạy eco tiết kiệm nhiên liệu và bao gồm mod tăng tốc. Đó, cả nhà coi nè, 2016 đẹp như thế này thì còn gì mày đã suy nghĩ nữa. Quá đẹp phải không cả nhà? Đây nè, đây gọi là cảm biến lùi nè. Đây là tăng độ sáng đồng hồ, xe trang bị B túi khí nha. Một túi khí nằm ở đây, một túi khí nằm ở vô lăng. Đây một túi khí nằm bên phụ kia. Xe rất đẹp. Rồi, xin mời cả nhà cùng em Trường ngó qua cái động khối động cơ của mẫu xe này nha. Xe rất đẹp luôn cả nhà. Xe nhanh trình gương đồ đầy đủ hết, xe hệ thống đèn chiếu sáng nè, thấy chưa? Đẹp tuyệt đối luôn cả nhà ơi, quá đẹp. Mẫu xe này nhớ đăng ký kênh giùm em Trường nha. Mà quên, đăng kiểm con này rất là dài nha cả nhà, đến tháng 1/2024 luôn nha. Tháng 1/2024 nghĩa là nhà cả nhà mình ăn Tết 2 năm nữa. Ăn Tết 2 năm nữa mới phải đăng kiểm lại nha. Xe rất đẹp, bách bóng rồi đây rồi. Về là chỉ sử dụng thôi, không phải làm cái gì thêm nữa nha. Đây, mời cả nhà cùng em Trường tham quan động cơ của mẫu Innova này. Đây, ốc capo chưa mở luôn. Cả nhà coi giùm em Trường nè, thấy chưa? Ốc capo chưa mở nha, không có dấu hiệu tác động của cờ lơ mã lết nha. Keo sùng chỉ của nó đây. Đó, cả nhà coi, đẹp chưa? Tem mát đầy đủ nè, thấy chưa? Những cái đầu đinh keo chỉ của nó nè, đó đẹp. Cả nhà thấy không? Đó, nếu mà đâm đụng là những cái lỗ này nó sẽ bị bẻ mà tất cả nó sẽ không có tròn giống gì nữa. Nó sẽ có dấu móp méo nha. Dù làm thế nào thì cũng phải móp méo nha. Đó, những cái lỗ nè, nhìn rất đẹp luôn nha cả nhà. Đó, keo sùng chỉ của nó nè. Ốc capo chưa mở luôn. Đó, em Trường quay cận cảnh nè. Đẹp chưa? Đến từng chi tiết luôn. Đó, thấy chưa? Đinh tán của nó nè. Đấy, còn đầy đủ hết. Có nghĩa là chiếc này chưa hề va chạm, chưa gì hết. Hệ thống phanh ABS chống phanh bó cứng tại bốn bánh nè. Máy móc nè. Máy móc zin, ốc vàng cò chưa ra, máy chắc chắn chưa đụng. Đó, cả nhà coi ốc ác của nó nè, đẹp sạch đẹp chưa? Đó, đẹp từng chi tiết luôn. Ốc vàng cò vẫn còn đây nha. Đấy, ốc rôn vàng cò vẫn còn. Những cái đầu ốc cả nhà coi nè. Đấy, rất là đẹp chưa? Chưa có dấu hiệu mở. Riêng máy móc con này tự tin bảo hành cho cả nhà mình. Và xe là bên em Trường có trách nhiệm là thay nhớt máy mới nè, vệ sinh thay bu ri mới, rồi mới bàn giao chiếc xe đến cho cả nhà mình. Xe trang bị động cơ là 2.0, máy xăng nha cả nhà. Đấy, những cái đường kết nước zin nè, cả nhà thấy chưa? Kết nước zin nè, đó, thấy chưa? Những cái đường ốc của nó nè, đấy, nha nhà thấy chưa? Đẹp chưa? Tuyệt đối luôn, máy móc là miễn bàn, bảo hành lên đến 18 tháng. Và cái giá thành hôm nay em Trường đỡ nhà mình giá cực sốc luôn, chỉ có 499 triệu. Bao rút hồ sơ gốc cho cả nhà. Đó, quý khách hàng nào giới thiệu bên em Trường bán được xe, bên em Trường gửi tiền hoa hồng cà phê cho nhà mình từ 3 cho đến 5 triệu nha cả nhà nha. Rồi, quý khách hàng nào mà trực tiếp đi mua xe không qua cò lái, không qua gì hết thì em Trường sẽ bớt mạnh cho cả nhà mình luôn, bớt cái tiền vào đó, tiền đó vào xe cho cả nhà mình. Rồi, bên em Trường còn con 2017 nữa nha, cuối 2017 luôn, một cuốn màu ghi bạc biển Kiên Giang. Con đó bên em Trường hôm nay giảm sốc cho nhà mình 530 triệu thôi nha cả nhà. Đây nha cả nhà, đây là mẫu Innova 2017e, xe một chủ mua mới từ đầu. Thì con này hôm em bán đồng giá nhà mình thôi 530 triệu nha, 530 triệu cho mẫu xe này. Đó, biển 68 nè. Đấy, 2017 nha. Xe này cũng rất là đẹp luôn. Em có quay chi tiết rồi, cả nhà vào kênh của em xem giùm. Đấy, xe này cũng lên full đồ nè. Đấy, lốp sàn 3D 2017 nè. Đấy, xe rất đẹp. 2017 thì nó có cân bằng điện tử đây nha cả nhà. Cân bằng điện tử nè. Đó, có cân bằng điện tử nè. Rồi tăng tốc
Eco. Đấy, xe rất đẹp. 2017 thì bên em trường nữa, nhưng mình với cái giá 530 triệu thôi. Xe một chỗ mua mới từ đầu, đủ bê chìa khóa dinh theo xe. Đấy. Cả nhà cảm thấy mẫu xe này phù hợp thì alo trực tiếp cho em trường nha. Đấy. 2017 xe cũng rất là đẹp. Cả nhà tới bên em trường là bên em trường sẽ bán cái giá tốt nhất cho cả nhà luôn. Full đồ chơi, màn hình LED, đồ đầy đủ hết. Còn chiếc này là Ventuner đời 2018. À, một chỗ mua mới từ đầu, lớp 2019. Tí mai em sẽ lên sóng sau nha cả nhà nha.